chơi gắp thú lỗi thời rồi, giờ phải chơi máy gắp hàng hiệu mới sang chảnh. Chỉ mất vài chục nghìn, khách hàng đã có cơ hội dinh về những món đồ trong mơ. Vừa qua, thành phố Hạ Môn, Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện những chiếc máy gắp thú vô cùng kỳ lạ. Nhìn bề ngoài, trông chúng không có gì khác lạ nhưng bên trong lại hoàn toàn không có thú bông nào. Thứ chất đầy trong máy là hàng hiệu xa xỉ, đến từ các hãng danh tiếng như Louis Vuitton, Gucci hay ESL. Đây chắc chắn là một chiêu bài hút khách cực kỳ độc đáo. Don và Me, một cửa tiệm gắp thú tại đây, đã lắp đặt 16 máy phiên bản hàng hiệu. Các phần thưởng khi gắp chúng bao gồm ví LV, dây chuyền Swarovski và son mờ, A, C. Do giá trị sản phẩm khá cao nên người mua cũng phải chi nhiều tiền hơn cho việc mua xu. Mỗi xu vàng được bán với giá 5 nhân dân tệ, ngã 18.000 Việt Nam đồng. Nếu giá trị phần thưởng càng cao thì số xu cần mua cho mỗi lượt chơi càng nhiều. Chẳng hạn như một lượt gắp dây chuyền Swarovski sẽ mất 2 xu, còn nước hoa Marc Jacobs chỉ cần 1 xu cho một lượt gắp. Ngoài ra, các chủ cửa hàng còn tăng thêm độ khó của trò chơi, chẳng hạn như khu để phần thưởng sẽ xoay tròn. Chơi gắp thú lỗi thời rồi. Giờ phải chơi máy gắp iPhone, iPad, son cao cấp và các dòng trang sức đá quý mới là mốt 2023. Còn ở Trung Quốc, máy gắp hàng hiệu mới là mốt hiện nay. Trước cơ hội dinh hàng hiệu dễ dàng chỉ với vài chục nghìn, nhiều người tiêu dùng đã tỏ ra nghi ngờ liệu đây có phải hàng xịn hay không. Đáp lại thắc mắc này, chủ cửa hàng ở Hạ Môn cho biết tất cả đều là hàng xịn, được mua từ cửa hàng chính hãng và có hóa đơn đầy đủ. Khi khách hàng gắp trúng phần thưởng sẽ được nhận kèm hóa đơn. Chủ cửa hàng còn tự tin khẳng định, người chơi có thể quét mã QR hoặc lên mạng tra ngay tại chỗ. Họ có thể hoàn toàn đổi sản phẩm nếu chưa ra khỏi cửa hàng. Việc kết hợp hàng hiệu với phương thức tiêu dùng bình dân không chỉ giúp thu hút khách hàng mà còn tạo nên hình tượng gần gũi cho những sản phẩm vốn gắn mác sang chảnh. Ngoài cách mở bán online, hình thức mở cửa hàng pop-up cũng dần trở thành chiêu bài quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ. Hỏi công ty chúng tôi muốn nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông về lắp đặt tại các siêu thị. Chúng tôi muốn hỏi có phải xin giấy phép nhập khẩu không? Quy trình và thủ tục nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông như thế nào? Thuế nhập khẩu và hồ sơ cốt máy gắp thú nhồi bông là bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn. Chính sách đối với máy gắp thú nhồi bông nhập khẩu. Máy gắp thú nhồi bông nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL. Cụ thể, khi nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông thì doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thẩm định nội dung hàng hóa nhập khẩu để được cấp phép nhập khẩu. Phụ lục 2, thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL. Cơ quan quản lý, Sở Văn hóa Thể thao nơi doanh nghiệp có trụ sở đăng ký kinh doanh. Sở sẽ thành lập hội đồng thẩm định sản phẩm nhập khẩu. 3.1. Hồ sơ cốt. Doanh nghiệp nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông, Clomersin, Toy Cutter, có khe nhét sẻng và su, xin tham khảo hồ sơ cốt nhóm 9504-3010. Thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông không trả thưởng có thuế nhập khẩu ưu đãi 20%. Thuế VAT 10%. Khi nhập khẩu từ Trung Quốc có CO Form E thì doanh nghiệp hưởng thuế ưu đãi đặc biệt 0%, đó là các máy và bộ điều khiển trò chơi video, dụng cụ dùng cho giải trí, cho các trò chơi trên bàn hoặc trong phòng khách, kể cả bàn sử dụng trong trò chơi bắn bi, pin table, bia, bàn chuyên dụng dùng cho trò chơi ở sòng bạc và các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động. Máy trò chơi khác, hoạt động bằng đồng xu, tiền giấy, thẻ ngân hàng, sen hoặc các loại tương tự, trừ các thiết bị dùng cho đường chạy bowling tự động. Máy trò chơi bắn bi, pin tables, hoặc các máy trò chơi tự động, có khe nhét sen hoặc xu. Với kinh nghiệm nhiều năm làm thủ tục nhập khẩu hàng Trung Quốc, Hồng Loan Game Center có thể tư vấn chính xác để CO Form E và bộ hồ sơ của quý khách hàng được hưởng ưu đãi thuế. Thủ tục hải quan nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông. Thủ tục hải quan. Để thông quan một lô hàng máy gắp thú nhồi bông, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ và làm các bước đầy đủ theo quy trình sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ và đăng ký xác nhận danh mục sản phẩm có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu. Bước chuẩn bị hồ sơ cần dịch thuật, công chứng thông tin chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng các loại máy. Bước 2. Làm thủ tục khai báo hải quan, mở container niêm phong mẫu hàng hóa cần thẩm định. Bước 3. Chuẩn bị hồ sơ và mang mẫu tới Sở Văn hóa Thể thao để thẩm định nội dung. Sở Văn hóa ra biên bản thẩm định, quyết định cấp phép nhập khẩu. Bước 4. Thông quan hàng hóa. Hồ sơ cần chuẩn bị. INVOICE Packing List, bản chụp, ký, đóng dấu, chức danh và không đóng dấu, sao y bản chính, bill, vật đơn, original bill, hoặc telex bill, surrender bill, bản chụp, biên bản thẩm định nội dung hàng hóa nhập khẩu và quyết định cấp phép nhập khẩu.
CO, nếu có, để hưởng ưu đãi thuế. Bản gốc original. Các chứng từ khác theo yêu cầu. Đó là những giấy tờ cần thiết nhất để làm thủ tục hải quan, theo quy định tại khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC. Sau khi xuất trình đầy đủ hồ sơ, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra và thông quan tờ khai ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Khi làm thủ tục nhập khẩu máy gắp thú nhồi bông thì doanh nghiệp phải chú ý vấn đề khai báo giá và hồ sơ đầy đủ. Chúng tôi sẽ tư vấn đầy đủ để đảm bảo lô hàng của quý đối tác được làm thủ tục nhanh nhất. Hồng Loan Game Center nhận làm thủ tục chọn gói hàng máy gắp thú nhồi bông từ kho tới kho cho doanh nghiệp nhập khẩu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ ủy thác nhập khẩu, vận chuyển đường biển Hải Phòng Cát Lái hoặc đường bộ qua các cửa khẩu Móng Cái, Hữu Nghị cho các sản phẩm thuộc quản lý Bộ Văn hóa. Hồng Loan Game Center cung cấp dịch vụ hỗ trợ thủ tục nhập khẩu máy game, máy trò chơi, thủ tục nhập khẩu mô hình golf 3D, thủ tục nhập khẩu máy thực tế ảo VR, thủ tục nhập khẩu máy gắp gấu. Nếu doanh nghiệp có vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử, máy thực tế ảo và các mặt hàng khác thì xin liên hệ với chúng tôi sớm nhất để được tư vấn. Hy vọng được hợp tác cùng quý khách hàng. Công ty Hồng Loan Game Center, địa chỉ đăng ký kinh doanh và văn phòng tại Hồ Chí Minh, 22 đường số 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân Tân, điện thoại 08.888.8.0532, Hồng Loan, O 0918-721-599, Minh Hùng, MAIL Hồng Loan Ahmed Center a@gmail.com, WEBSITE, HTTP Game Bắn Cá.vn, HTTP HL Game.vn, HTTP sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lip.